Danh Đức Cha và Con và Thánh Thần. Chúa cùng anh chị em. Hiệp dâng trong thánh lễ hôm nay, chúng ta hiệp ý cầu nguyện theo người xin, cầu cho các linh hồn Giuse mới qua đời, Giuse Lai Kim, Giuse Trần Văn Tiến, Mika Kiều Văn Út, Francisco Xavier Nhã và thân nhân họ Vũ, Phêrô Tiến và thân nhân họ Phạm, Anna Tâm và thân nhân họ Nguyễn, Lucia Tôn Nữ Thị Phượng mới qua đời, Maria Bông và Gioan Bautista, Maria Nguyễn Thị Kiếm Lễ Dỗ, Maria Phạm Thị Đông, Maria Đặng Ngọc Hảo, gia đình Trần Minh Thanh xin tạ ơn cho năm mới. Nguyễn Liên xin tạ ơn Chúa ban bình an cho gia đình. Cùng với lời cầu nguyện của mỗi người chúng ta, giờ đây chúng ta xin Chúa thứ tha tất cả những thiếu sót, lỗi lầm để xứng đáng tham dự thánh lễ. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi đàng. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh, các thiên thần, các thánh và anh chị em, khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tôi và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dạy chúng con chế ngự thân xác để chữa trị tâm hồn. Xin giúp chúng con hằng tránh xa tội lỗi và đáp ứng những đòi hỏi của tình thương Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiên tri cùng Chúa trong sự hợp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Bài trích sách ngôn sứ Daniel. Ôi lạy Chúa Thượng, Thiên Chúa cao cả và đáng sợ, đấng giữ giao ước và tỏ lòng nhân nghĩa với những kẻ yêu mến Ngài và tuân giữ các mệnh lệnh của Ngài. Chúng con đã phạm tội, đã lỗi lầm, đã làm điều gian ác. Chúng con đã phản nghịch và lìa xa các mệnh lệnh, phán quyết của Ngài. Chúng con đã không nghe lời các tôi tớ Chúa là các ngôn sứ. Các ngài đã nhân danh Chúa mà nói với vua Chúa quan quyền, với cha ông chúng con và toàn dân trong xứ. Lạy Chúa Thượng, Chúa là đấng công chính, còn chúng con thì đáng phải hổ mặt hổ mày như ngày hôm nay. Chúng con là những người Giu-đa, cư dân thành Jerusalem và toàn thể Israel, những người ở gần cũng như ở xa, trong mọi xứ Ngài đã đuổi đến vì tội bất trung đã phạm chống lại Ngài. Lạy Đức Chúa, chúng con đáng phải hổ mặt hổ mày, cũng như vua Chúa quan quyền và tổ tiên chúng con, vì chúng con đã đắc tội với Ngài. Chúa Thượng là Thiên Chúa chúng con, có lòng xót thương và hay tha thứ, vì chúng con đã phản nghịch cùng Ngài. Chúng con đã không nghe tiếng của Đức Chúa là Thiên Chúa chúng con, để sống theo các luật lệ Ngài đã ban cho chúng con, nhờ các tôi tớ Ngài là các vị ngôn sứ. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa, Chúa không cứ tội chúng con mà xét xử.
Lạy Chúa, Chúa không cứ tội chúng con mà xét xử. Tôi tiện nhân, xin Chúa đừng nhớ mãi mà trừng phạt chúng con. Xin rũ lòng thương mau đến giúp, vì chúng con đã khổ quá nhiều. Lạy Chúa, chúng không cứ tội chúng con mà xét xử. Lạy Chúa trời, đấng cứu độ chúng con, xin Ngài thương phụ trợ, để danh Ngài rạng rỡ. Xin giải thoát chúng con và tha thứ tội lỗi vì danh dự của Ngài. Lạy Thiên Chúa, không cứ tội chúng con mà xét xử. Ưa gì tin tù nhân rên xiếp vòng lên thâu tai Ngài. Xin giơ tay hùng mạnh kêu xong những người mang an tử. Phần chúng con là dân của Ngài, đoàn chiên Ngài trăng gian. Chúng con sẽ tạ ơn Ngài mãi mãi và dâng lời ca tụng đến muôn thuở muôn đời. Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Hôm ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: anh em hãy có lòng nhân từ như cha anh em là đấng nhân từ. Anh em đừng xét đoán thì anh em sẽ không bị Thiên Chúa xét đoán. Anh em đừng lên án thì sẽ không bị Thiên Chúa lên án. Anh em hãy tha thứ thì sẽ được Thiên Chúa thứ tha. Anh em hãy cho thì sẽ được Thiên Chúa cho lại. Người sẽ đong cho anh em đấu đủ lượng đã dằn, đã lắc và đầy tràn mà đổ vào vạt áo anh em. Vì anh em đong bằng đấu nào thì Thiên Chúa sẽ đong lại cho anh em bằng đấu ấy. Đó là lời Chúa. Kính thưa quý bà anh chị em, trong bài tin mừng chúng ta nghe, Đức Giêsu mời gọi tất cả những người môn đệ theo Ngài là phải có lòng nhân từ như Cha trên trời là đấng nhân từ. Chúng ta vẫn nói lòng nhân, đó là thể hiện một con người thực sự. Khi người ta có lòng nhân thì người ta sẽ cư xử tử tế với nhau, mang lại những điều tốt đẹp cho nhau. Và trong bài tin mừng thì Đức Giêsu đưa ra hai điều, đó là nó mang cái tính tiêu cực, đó là đừng xét đoán để khỏi bị Thiên Chúa xét đoán, đừng lên án thì sẽ không bị Thiên Chúa lên án. Thường thì chúng ta mình dễ bị một cái lỗi, đó là chúng ta không có nhìn thấy mình, nhưng mà nhìn thấy người khác, những lỗi lầm của người khác, những thiếu sót của người khác, và chúng ta không biết cái nguyên do, không hiểu hết những cái vấn đề, và đôi khi chúng ta lên án. Bây giờ người ta hay nói là chúng ta phán giống như là đúng rồi đó, nhưng mà thực ra thì cái điều mà chúng ta thấy đôi khi nó chỉ là một khía cạnh, giống như là năm ông mù sờ voi đó. Mỗi ông sờ cho rằng con voi nó thế này, con voi thế kia, nhưng mà nó không phải như thế. Cho nên Chúa mời gọi chúng ta, mình đừng có như đặt mình vào vị trí quan tòa để mình xét nét anh em, hay là lên án người khác, nói xấu người khác. Và nếu chúng ta làm như thế thì chính Thiên Chúa sẽ lên án, sẽ đoán chúng ta. Dĩ nhiên
Đức Giêsu không muốn nói về cái chuyện mà quan tòa họ xử tội về người này người kia, cái đó là nhiệm vụ của họ. Còn chúng ta đối với anh chị em thì mình phải có lòng nhân từ. Hai điều tiếp theo là Đức Giêsu nói với chúng ta, nếu như hai cái điều trước thì chúng ta tránh để làm cái điều tiêu cực, còn hai cái điều sau thì Đức Giêsu mời gọi chúng ta trao đi. Chúng ta tha thứ thì sẽ được Thiên Chúa tha thứ, chúng ta cho đi thì chúng ta sẽ được Thiên Chúa cho lại. Khi mà chúng ta gặp những cái điều gì đó người khác làm cho mình cảm thấy bất bình, mình cảm thấy không vui, nhưng chúng ta đừng có để lòng oán hận, mà mình hãy buông bỏ, mình hãy dễ dàng có cái lòng cảm thông cũng như quảng đại. Rồi chúng ta cũng phải trao đi từ chính trái tim của mình. Bởi vì khi mà chúng ta trao đi từ cái tấm lòng của mình, nó sẽ khác. Hơn nữa, Đức Giêsu còn nhắc tất cả mỗi người chúng ta, đó là những gì mà chúng ta đã trao đi cho người khác, giống như là có lẽ chúng ta đều có kinh nghiệm là khi mà người ta bán cho chúng ta cái gì, đặc biệt là như là đong gạo, đong lúa gì đó, thì nó có một cái định lượng tùy theo mỗi nơi, nó dùng một cái đơn vị đo lượng nào đó. Thế thì Đức Giêsu nói rằng khi mà chúng ta đong cho người khác bằng cái gì thì Thiên Chúa sẽ đong lại cho chúng ta bằng cái đó. Nhiều khi chúng ta so sánh, mình nghĩ rằng mình không có được nhiều, người khác được Chúa ban nhiều hơn, vân vân. Nhưng mà chúng ta xem coi là đôi khi chúng ta thấy một cái đơn vị để mà đo lường, ví dụ nó là một lon gạo, một đấu gạo, nhưng mà có những người mà chúng ta thấy là họ buôn gian bán lận đó, thì họ cắt xén nó đi, trên cái đấu nó không có còn đủ cái đấu nữa, mà nó chỉ còn có 2/3 chẳng hạn, thì đong vào thì xem ra nó đủ, nhưng mà thực ra nó không có đủ. Thế thì đôi khi trong lòng của mình không có làm rỗng, mà chúng ta chất đầy những cái oán hận, vân vân, tham sân si. Và khi đó thì chúng ta đong cho người khác là cái lượng nó thiếu, nó hụt, và Thiên Chúa cũng sẽ đong lại cho chúng ta bằng cái đó. Vì vậy, chúng ta xin Chúa giúp cho mỗi người chúng ta trong thời gian mùa chay, mình nhìn lại để mình thấy là những cái điều tiêu cực nào chúng ta đã làm cho anh em, thì chúng ta phải xem xét lại để chúng ta điều chỉnh. Và Chúa mời gọi chúng ta không phải chỉ làm những điều tiêu cực, mà chúng ta phải làm những điều tích cực, phải trao đi cho người khác. Và chính Thiên Chúa sẽ, lòng quảng đại và bao dung của Ngài sẽ không bao giờ mà thiếu cái sự ban ơn cho chúng ta, mà luôn ban cho chúng ta tràn đầy. Amen. Lạy Chúa, lạy Chúa cả trời đất, chúc tụng Chúa rất rộng ban cho chúng con bánh này là hoa màu ruộng đất và công lao của con người. Chúng con dâng lên Chúa để trở nên bánh trường sinh nuôi dưỡng chúng con. Lạy Chúa, lạy Chúa cả trời đất, chúc tụng Chúa rất rộng ban cho chúng con. Điều này là sản phẩm từ cây nho và công lao của con người. Chúng con dâng lên Chúa để trở nên của ơn thiêng liêng cho chúng con. Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi và của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Lạy Chúa, Chúa cho chúng con được cư hành mầu nhiệm thánh, xin nhận lời chúng con khẩn nguyện và giải thoát chúng con khỏi cạm bẫy thế gian. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúa ở cùng anh chị em. Hãy nâng tâm hồn lên. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Chúa là Cha Chi Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc thật là chính đáng, phải đào và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Chúa đã muốn chúng con dùng việc hãm mình mà tạ ơn Chúa, để nhờ đó chúng con là những người tội lỗi giảm bớt được tính kiêu căng, và khi giúp nuôi dưỡng những kẻ tung thiêu, chúng con trở nên những người biết nói theo lòng nhân hậu của Chúa. Vì thế cùng với vô số thiên thần, chúng con đồng thánh tôn vinh Chúa mà ca tụng rằng: Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con này xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thanh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con bình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn bè ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cùng tạ ơn trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vinh cửu sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tuyên xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến. Vì vậy lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa, chúng con tha thiết này xin Chúa cho chúng con khi thông phận mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến nỗi thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu, để kinh toàn hội thánh trong Đức Mên cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Giáo Mục Michael chúng con cùng toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho Thầy được vào hướng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hương sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh cả Giuse bàn trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại. Và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thế thức người dạy, chúng ta giam nguyện rằng: lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, được Cha trì đến,
Y Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cùng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, lạy Chúa xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giữ chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn. Đang khi chúng con mong đầy niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tôi chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh Ý Chúa, chuẩn sông và hiên tri muôn đời. Amen. Bình an của Chúa ở cùng anh chị em. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Lạy Chiên Thiên Chúa đã đấng xóa tội trần gian, phúc trai được mời đến dự tiệc Chiên Thiên Chúa. Lạy Chúa, con chẳng đang Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, chúng con vừa dự tiệc thánh thể, xin Chúa thương rửa sạch tội lỗi chúng con và cho chúng con được chung hưởng niềm vui muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Đức Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Lễ xong cho anh chị em đi bình an.